Mến chào quý cô chú chị và các bạn nha, đã đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về bánh mì Cần Thơ nha các cô. Ca Thơ, đó là bánh mì Cần Thơ. Các bạn lúc trước là các bạn bán ở góc đường bên kia này cô chú, thì bữa nay là chuyển về ngay chỗ đường địa chỉ của chúng ta, đó là 162C nha, Minh Phụng, phường 6 quận 6 nha cô chú. Đặt hai cái bảo đưa có 200.000 còn thiếu 40.000 đó. Các bạn chuyển về đây nó là được mấy tháng rồi? 4 tháng à. Không biết hả? Mở lại đi. Bữa bổ là 12k nha cô chú chị và các bạn. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ cũng 4 giờ tới 12 giờ. À 4 giờ tới 12 giờ. Đó, mình có cô chú chị và các bạn biết em sẽ ghi địa chỉ xuống bên dưới nha cho cô chú chị và các bạn biết. Để mình tiện mình ghé mình thưởng thức. Về đây cô chú biết nhiều không chị? Do là cũng gần đây hả? Gần đây nên là cô chú cũng chạy về dễ tìm lắm cô chú anh chị. Đó, góc đường một hộ. Do ngay gốc ngã tư nó đang làm nhà. Dạ trên đó người ta dạ sửa nhà mà đứng không có được. Đang sửa làm cái nhà to. Nên chuyển về đây bán luôn. Hàng gì em nhìn hoài để ý cái ủa thì mấy bạn chuyển đi đâu rồi? Dạ. 4 ủa. Thank you.
bánh mì dưới đó cho nó nóng em. Bác mate trước nha cô chú. Bác trước cái xong rồi á. Bác trước cái xong rồi chập nơi khách tới rồi là đó. Không ổ không lấy mate. Mình được bao nhiêu xe bánh mì này ở Sài Gòn nè em? Dạ ba xe. Ủa ba xe mới hả? Dạ. Anh nhớ trên chỗ Phú Lâm cũng có một cái xe đúng không? Dạ đúng rồi, ở này để riêng. À, Phú Lâm, dọn xe Phú Lâm một chiếc. Tỉnh Lộ 10 một chiếc. Rồi đúng rồi, tỉnh Lộ 10 em cũng thấy một chiếc. Dạ, lúc trước ở bên chợ Bình Thới có một chiếc mà tại lính bệnh đó, cái rồi nên thời gian không có thời gian nên phải dẹp với một xe. Chiếc này là chiếc thứ ba hả chị? Dạ đúng rồi. Đó. Có ba địa điểm đó cô chú. Cô chú thuận tiện đường nào thì mình ghé mình mà thưởng thức đường đấy. Thời gian bán là cũng giống như vậy luôn em hả? Dạ đúng rồi anh. Một bộ lên chỉ 12k thôi. Cô chú muốn ăn thêm thì thêm. Mày vô đây mẹ. Vô. Hai người quét pate hả? Dạ một người quét pate, người bắt. Cậu chua không cô? Để khách chờ lâu đâu. Khỏe nhất là bạn thu tiền á. Đúng không? Khỏe nhất là thu tiền đúng không? Đứng thu tiền thôi. Đây là vòng xoay cây gõ này cô chú. Đó, đây là cái đường cầu vượt cây gõ đó. Cô chú anh chị và các bạn mình chạy thẳng tới một xíu là cô chú anh chị nhìn thấy liền hả? Dạ. Ở đây mình thấy có một cái xe Carigavic nữa. Thank you.
16 giờ đó. 16 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Ngày chay cứ nghỉ không? Dạ không, không à, ngày chay vẫn bán luôn ha. Bán hoàn thường. Đó, những cái bát pate thì hấp dẫn. Pate của bờ. Em gái đứng cho anh chụp tấm hình luôn đi. Chị cũng được, chị cũng được. Rồi, chị cứ làm đi. Đó, hình linh, hình thumbnail luôn á. Mấy bạn nhảy liên hình. Sài Gòn. Ở đây cũng buổi sáng cũng có cánh bánh mì thịt. Hai ổ, hai ổ. Một ổ không bơ. Ổ 15. Tức là mình ăn 15 á thì mình sẽ nói các bạn làm 15 nha. Hai ổ có ổ không bơ. Còn chú á. Sau đông lắm, cô chú đang đứng để có khách tới cái là làm không kịp, các bạn làm không kịp. Hiện tại là các bạn có 3 xe ở 3 địa điểm, một là tỉnh lộ 10, hai là ngay chỗ công viên Phú Lâm, một xe công viên Phú Lâm, một xe siêu thị. Ủa siêu thị đúng không? Rồi ba là địa điểm ngay chỗ này, địa chỉ là 162C Minh Phụng, phường 6, quận 6. Có hồi khách mua nhiều nhất là bao nhiêu ổ em? Đợt đó là 800 mấy ổ. 800 mấy ổ hả? Dạ. Mua lần á hả? Dạ đúng rồi. Chắc là đạt từ thiện quá ha? Dạ đúng rồi. Còn mua lẻ thì tầm mười mấy 20 ổ. À. Ví dụ nhà đông đông 15 người thì người ta mua tầm 14-15 ổ. Một ổ không ngò 4 chị em. Quê ở Cần Thơ luôn. Quê chủ ở Cần Thơ rồi. Quê chủ Cần Thơ. Ủa ở dưới Cần Thơ có chi nhánh không? Dạ có, không. Không có hả? Dạ không à. Lên đây bán rồi. Anh tưởng dưới Cần Thơ, chính gốc ở dưới Cần Thơ là lên trên này chứ? Dạ, ở dưới Cần Thơ nhưng mà ông chủ lập nghiệp trên đây. À, ông chủ lập nghiệp trên này. Hai ổ không cần chua. Quá làm gì nhanh tay quá vậy, chưa kịp dễ là xong rồi. Để khách dưới anh ơi. Ờ đúng rồi, các bạn làm nhanh tay lắm. Nói chứ để khách đông đứng ngoài đường quá là xe chạy. Khách đến là liên tục luôn á. Nếu mà các bạn làm không kịp á là sẽ phải vì khách mua là người hai ổ ba ổ gì đó. Hai ổ.
chị hai rồi, chị hai rồi, chị hai, chị ba. Chị ba đây hả? Tưởng chị, tưởng cả gia đình chị hai, chị ba, chị tư đó. Dạ. Chị năm. Dạ rồi. Thần là Út cho tôi tiền để mấy chị làm. Không có hồi khách nè, khách mà vô liên tục là làm không kịp luôn á. Bốn bạn làm không kịp luôn. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Thì hôm nay ghé lại chỗ địa điểm xe bánh mì Cơm Thơ tại địa chỉ mới nha cô chú, sẽ chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu có dịp mình đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức. Em cái ngã tư kia là ngã tư tên gì ta, tự nhiên anh quên cái tên mất rồi. Đây nè, ngã tư mình đây nè. Không, đây nè, ngã tư này nè, đây nè. À, Lê Quang Sung, góc ngã tư Lê Quang Sung nha cô chú, với đường Minh Phụng. Tự nhiên em quanh quanh lửng cái góc ngã tư đó. Dạ. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em. Địa chỉ em sẽ để ở phần phía dưới phần mô tả cho cô chú anh chị và các bạn. Đó, sắp tới đó.